Hữu Trung và Minh Tuyết rất vui được quay trở lại gặp quý vị cùng bà con nông dân trong bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh truyền Đình và Báo Bình Phước. À, vâng, một thông tin rất vui mà Minh Tuyết và Hữu Trung muốn chia sẻ tới quý vị và bà con nông dân à, đó là các vùng trồng sầu riêng Việt Nam đã được cấp mã số khoảng 3.000 hecta, sản lượng ước tính lúc đăng ký là vào khoảng 68.000 tấn mỗi năm ạ. Vâng, đó là thông tin vui của cả nước. Còn với tỉnh Bình Phước của chúng ta thì cũng đã vinh dự khi mà chúng ta cũng đã có 5 vùng trồng được cấp mã số với hơn 300 hecta quý vị ạ. Vậy cụ thể những vụ vùng trồng ấy là như thế nào để anh Hữu Trung hãy liệt kê ngay bây giờ được không ạ? Vâng, ngay bây giờ sẽ chia sẻ cùng với quý vị khán giả của bà con nông dân. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ sản xuất Quốc Khánh ở xã Đoàn Kết huyện Bù Đăng, hợp tác xã Phương Nghĩa ở xã Đắc Ơ của huyện Bù Gia Mập. Hợp tác xã Nông Thành Phát, xã Phước Tân của huyện Phú Điền, Hợp tác xã Bồ Nghé, xã Phước Tín, thị xã Phước Long và Hợp tác xã Tân Hưng tại xã Tân Hưng của huyện Hấn Quảng. À, vâng, với tin vui này, thì à, bản tin kinh tế nông nghiệp của BBTV hy vọng là chủ nhân của mã số vùng trồng trên sẽ kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm quy định của nghị định thư đã ký kết để đảm bảo được chất lượng hàng hóa giữ vững được uy tín nông sản của Việt Nam trên thị trường thế giới ạ bây giờ thì chúng tôi cũng không quên nhắc lại giờ phát sóng của bản tin kinh tế nông nghiệp hàng tuần à, vào lúc 7 giờ à, thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên kênh BPTV1 vào lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày sẽ được phát sóng trên kênh BPTV2 của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Bên cạnh đó thì bản tin kinh tế nông nghiệp cũng được phát sóng trên các hạ tầng số. Và xin được cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với bản tin kinh tế nông nghiệp và trở thành ngôi nhà chung cho nhiều hợp tác xã thành viên. Và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn tới phân bón mặt trời mới, phân bón hai phong. đây là những hãng phân bón uy tín chất lượng đã luôn đồng hành cùng với chương trình ạ. Và bây giờ tất cả thì đã sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế nông nghiệp sáng ngày hôm nay. 3.000 hectare sầu riêng đạt chuẩn vào thị trường Trung Quốc và cơ hội cho sở riêng Bình Phước. Sản phẩm sữa hạt điều ra đời, cơ hội để điều Bình Phước nâng cao giá trị phân khúc chế biến. Gạo thơm ST24 đạt chứng nhận 5 sao. Đưa trái cây Bình Phước hướng ra biển lớn. Thưa quý vị, sau 4 năm đàm phán và tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn 51 vùng trồng tương đương với 3.000 hecta với khoảng 68.000 tấn quả tươi đã chính thức được rộng đường để nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc. Và ngàn thưa quý vị và bà con nông dân như chúng tôi đã đề cập ở đầu của bản tin kinh tế nông nghiệp đó là bình phước của chúng ta đã vô cùng là vinh dự khi sầu riêng của hợp tác xã cây ăn trái bổ ngé là một trong năm cơ sở được chính thức phê duyệt mã số vùng trồng được phép xuất khẩu sang thị trường trung quốc được công nhận đạt chuẩn Việt Gáp từ năm 2018, hợp tác xã cây ăn trái Bầu Nghé đang sở hữu 200 hecta sầu riêng, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 2.600 tấn trái. Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài nước, hợp tác xã cây ăn trái Bầu Nghé đầu tư kinh phí gần 20 tỷ đồng nhằm đa dạng hóa sản phẩm như sầu riêng tách muối cấp đông, sầu riêng tách hạt cấp đông, sầu riêng sấy thang hoa. Sầu riêng hợp tác xã cây ăn trái Bầu Nghé được canh tác theo hướng hữu cơ, chất lượng cao, sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm các sản phẩm từ sầu riêng đã và đang được hợp tác xã chế biến, bảo quản quanh năm để cung cấp thị trường trong nước và quốc tế. Một tin vui là vừa qua, trong 51 vùng trồng sầu riêng trong cả nước được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu chính ngành sang Trung Quốc, thì sầu riêng của hợp tác xã cây ăn trái Bầu Nghé là một trong năm vùng trồng của tỉnh Bình Phước được cấp mã số, mở ra cơ hội lớn cho nền nông nghiệp tỉnh nhà vươn ra thế giới. Khi mà À, Trung quốc đã à, cho Việt Nam xuất à, à, chính ngạch cái à, cái sầu riêng qua Trung quốc, mà bây giờ hợp tác xã cây ăn trái là được cấp mã dụng trồng, cái đó là cái cái điều mà tất cả mọi người mong muốn là tôi hay là cái tất cả bà con trong hợp tác xã rất là vui mừng, rất là phấn khởi. Và tôi thấy rằng là với cái đà này á, thì à, trước đây là tôi đặt cái 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 chỉ tiêu là mỗi năm là hợp tác xã Ken Trái là là tăng trưởng 20%. Nhưng mà với cái đà này đó tôi nghĩ rằng cái chuyện mà hợp tác xã Ken Trái Bào Bảo Nghé là sẽ vượt chỉ tiêu. Tôi thấy rằng là không xa, không xa nữa thì là ở Bào Nghé nói riêng kìa ở Phước Long Bình Phước thì cái nông dân họ sẽ à, từng bước một là tiến lên là coi như làm cái nông nghiệp bền vững và cái nền nông nghiệp nó sẽ là cái bệ đỡ cho tỉnh Bình Phước. Bình Phước hiện có trên 12.300 hecta cây ăn trái, trong đó hơn 3.000 hecta sổ riêng. Theo đánh giá của các nhà nông học, trước thực trạng của biến đổi khí hậu, diện tích đất nông nghiệp chuyên sản xuất cây ăn trái thuộc các tỉnh miền Tây sẽ bị ảnh hưởng do ngập mặn. Do vậy, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có Bình Phước, sẽ dần thay thế trở thành vựa cây ăn trái miền Nam. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, hiện vẫn có rất ít vườn sầu riêng đảm bảo điều kiện xuất khẩu trực tiếp nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn không biết bình phước là địa phương có nhiều diện tích trồng sầu riêng với chất lượng thơm ngon không thua kém bất kỳ vùng miền nào trong cả nước thế nhưng với cách làm nhỏ lẻ manh mún của các hợp tác xã như hiện nay thì khó có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu thương hiệu được xem là giấy thông hành cho mỗi sản phẩm khi bước ra thị trường thế giới Do vậy, việc xây dựng thương hiệu cho cây ăn trái nói chung và sầu riêng của Bình Phước nói riêng, cho dù có muộn cũng phải làm. Bởi xây dựng thương hiệu không chỉ để bán sản phẩm, mà giá trị lớn hơn chính là để quảng bá hình ảnh cho tỉnh. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, ngay sau khi Tổng cục của Hải quan Trung Quốc chính thức phê duyệt 51 mã số vùng trồng sầu riêng và 25 cơ sở đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã tổ chức hội nghị triển khai xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan phê phán một hai trường hợp chưa minh bạch về mã số vụ trồng và Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã yêu cầu cần thống nhất cách thức triển khai việc xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc một cách chặt chẽ, chuyên nghiệp, minh bạch, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại nghị định thư đã được ký kết giữa hai bên. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh rằng. Mời người nông dân trồng sầu riêng hãy hiểu được một điều rằng chỉ cần một người làm sai thôi là nó ảnh hưởng tới cả một cái cộng đồng bà con mình thường thường bà con nói ôi thôi chuyện của người ta mà đừng xía vô mình làm tốt được rồi còn ai mà không làm tốt kệ họ nhưng mà bây giờ không được một người không làm tốt nó ảnh hưởng tới mình thành ra làm sao cái cộng đồng đó họ phải lên tiếng phải bảo vệ cái thương hiệu của mình Trung Quốc là thị trường vô cùng tiềm năng, do đó số lượng các vùng trồng đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc lên tới con số hơn 1 triệu tấn. Vì thế, cục bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương kiểm soát sản xuất chặt chẽ, tránh tình trạng gian lận làm ảnh hưởng uy tín hàng hóa Việt Nam. Thưa quý vị, sản phẩm sữa hạt điều ra đời chính là mảnh ghép cuối cùng trong chuỗi giá trị nâng cao giá trị và chất lượng của cây điều Việt Nam, tạo sinh kế bền vững cho người nông dân và cung cấp thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng. Vâng à, và mới đây thì công ty cổ phần tập đoàn Vinapro đã cho ra mắt sản phẩm sữa hạt điều. Điều đặc biệt đó là loại hạt điều được sử dụng để chế biến thành sữa được chọn lọc từ 100% nhân điều trắng cao cấp và được thu hoạch tại tỉnh Bình Phước, thu phủ điều của Việt Nam. Hạt điều là một trong những loại nông sản thế mạnh của Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của ngành điều thu hoạch được 3,6 tỷ đô la Mỹ. Song có một thực tế khi tham gia trong lĩnh vực xuất khẩu, mặc dù nông sản Việt Nam có chất lượng đảm bảo, sản lượng xuất khẩu lớn nhưng giá trị kinh tế lại chưa cao do hầu hết là xuất khẩu nông sản thô. Chính vì vậy, hạt điều được chế biến thành sữa sẽ là cơ hội nâng tầm giá trị hạt điều trong nước ngay trên chính sân nhà. Cơ hội này không chỉ đến với người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm chất lượng mà còn là cơ hội cho hàng ngàn nông dân trồng điều trên đất Bình Phước. Một tin vui nữa đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, giá trị của hạt gạo Việt Nam nói chung và gạo ST25 nói riêng khi mới đây gạo ST25 đã được sử dụng làm cơm chiên trong thực đơn ngày 2 tháng 9 của cán bộ văn phòng Nội các Nhật Bản. Vâng và thêm một thông tin vui nữa mà Minh Tuyết muốn chia sẻ với anh Hữu Trung, quý vị và bà con nông dân đó là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa trao chứng nhận sản phẩm ô cốp quốc gia 5 sao cho 20 sản phẩm, trong đó thì có gạo ST24. Lúa thơm ST24 được lai tạo và nhân rộng từ khoảng năm 2010, đến nay được trồng rộng rãi trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nhiều địa phương khác trong cả nước. Cụ thể tại Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang nhờ kết hợp trồng lúa thơm ST24 với nuôi tôm, nhiều hộ đạt thu nhập trên 70 triệu đồng một hecta. Các sản phẩm được công nhận năm sao sẽ tạo động lực để các cơ sở doanh nghiệp phát triển đặc sản địa phương, thu hút thêm đầu tư, nhất là có cơ hội để mở rộng giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn. Được thành lập từ đầu tháng 6 năm 2022, Hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp số Bình Phước có 12 thành viên là các trang trại, nhà vườn trên địa bàn thị xã Phước Long, huyện Bù Sa Mập. Với việc triển khai đồng bộ quy trình số khóa thông qua phần mềm nhật ký điện tử AutoAgri hướng tới gắn mã QR cho từng cây, từng loại cây trồng, người tiêu dùng, nhà nhập khẩu có thể truy cập theo dõi quy trình chăm sóc của từng thành viên Hợp tác xã, từ đó giúp nâng tính minh bạch cho sản phẩm gia nhập thị trường quá trình chuyển đổi số đang được các thành viên hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp số bình phước triển khai và chia sẻ hỗ trợ nông dân hợp tác xã doanh nghiệp số khóa sẽ là bước đệm giúp thay đổi từ nhận thức đến cách làm nông nghiệp số hướng đến phục vụ có hiệu quả việc định dạng thương hiệu nâng cao giá trị sản phẩm mở rộng đối tượng khách hàng giảm dần sự phụ thuộc vào những thị trường truyền thống từ lâu nay À, vâng thưa quý vị, khi mà nhắc tới Bình Phước thì chúng ta vô cùng tự hào khi mà có nhiều sản phẩm trái cây ngon, chất lượng Và Bình Phước còn là tỉnh có lợi thế về thổ nhưỡng vô cùng phù hợp để phát triển cây ăn trái Vâng à, thưa quý vị và bà con nông dân Tuy nhiên thì để trái cây của Bình Phước đứng vững trên thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu Thì các nhà vườn, các hợp tác xã trong tỉnh đã và đang xây dựng mô hình trồng cây ăn trái áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Đa Kia, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, hiện có 24 thành viên, trồng được 45 hecta bưởi. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã thu trên 1.000 tấn bưởi. Nhiều năm về trước, các hộ nông dân canh tác theo kiểu mạnh ai nấy làm nên chất lượng bưởi không đồng đều, giá bán cũng bấp bênh. Năm 2021, được sự giúp đỡ, của Trung tâm Khoa học và Công nghệ, các thành viên hợp tác xã đã tiến hành thực hiện theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, việt gáp, hạn chế tối đa phân, thuốc hóa học. Nhờ vậy, những trái bưởi làm ra sạch, đẹp, ngon hơn. Có chứng nhận việt gáp thì mình dễ dàng ký hợp đồng với người ta, rồi mình có được cái thương hiệu nữa. Đó là cái thương hiệu là bưởi Đà đạt chuẩn việt gáp khi người ta xà mua hàng quá của mình đó, người ta có nắm được cái cái nguồn gốc cái sức xứ của cái nguồn gốc rồi cái cái quy trình canh tác còn 40 hecta bưởi của hợp tác xã bưởi xa xanh bù đốp được chăm sóc theo tiêu chuẩn global gap chi phí vật tư đầu vào thấp nhưng giá đầu ra lại cao hơn so với lối canh tác truyền thống hiện nay giá bưởi tại vườn chỉ từ 20 đến 25 ngàn đồng một kg tùy loại nhưng bưởi da xanh của hợp tác xã vẫn được các doanh nghiệp thu mua từ 30 đến 40 000 đồng một kg nhờ áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap. Bưởi của hợp tác xã thì À, chúng tôi cũng đã tiến hành là à, truy xuất nguồn gốc để làm gì chúng ta biết được là à, cái bữa này là à, ngày nào là chúng ta tiến hành bón phân ngày nào chúng ta tiến hành trị thuốc và cái thời gian à, chúng ta trị thuốc bao nhiêu lâu để làm gì chúng ta có một cái căn cứ nhất định để là khi chúng ta à, tiến hành thu cái bữa ra đưa đến cái khách hàng chúng ta nắm rõ được toàn bộ những cái quy trình như vậy làm sao để nâng cao được cái uh, hiệu quả và cái uh, ti, uh, cái cái, cái độ tin tưởng cho khách hàng sau đó chúng ta quay người người ta dùng được cái bữa của mình Ngoài trái bưởi, ở huyện biên giới Bù Đốp, mô hình mít ruột đỏ của Hợp tác xã Phước Thiện cũng vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap. Mít ruột đỏ có thời gian sinh trưởng ngắn, ra trái quanh năm, thích nghi mọi loại đất. Đặc biệt, nếu canh tác theo hướng hữu cơ sẽ giảm được chi phí đầu vào bởi cây không kén phân và ít sâu bệnh. Bình quân chi phí cho mỗi gốc mít chỉ tốn 50.000 đồng một năm. Một hecta đất trồng khoảng 270 cây. Nếu giá mít chỉ cần duy trì ổn định từ 40 đến 60 ngàn đồng một kg, mỗi hecta có thể đem lại thu nhập hàng tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Cái giá bán của sản phẩm khi đạt Global GAP rồi thì cũng tốt hơn so với cái sản phẩm thông thường trên thị trường. Việc ứng dụng theo chuẩn Global GAP vừa đảm bảo sức khỏe người lao động, vừa nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, giúp mô hình canh tác nông nghiệp phát triển một cách bền vững, thân thiện với môi trường, đất không bị chai sạn, xói mòn, người nông dân được hòa hợp với thiên nhiên trong quá trình sản xuất. Mỗi vườn cây được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn Global GAP được xem là giấy thông hành đưa nông sản của mình ra thị trường thế giới, kể cả những thị trường khó tính như Mỹ hay các nước châu Âu. Tất cả các cái quy trình từ trồng chăm sóc cũng như là bảo quản sau thu hoạch đều ứng dụng các cái tiến bộ khoa học để ứng dụng vào à, tăng cái chất lượng sản phẩm cũng như là kéo dài cái tuổi thọ kéo dài cái cái quá trình bảo quản và tăng cái năng suất à, tăng cái cái chất lượng trong quá trình mà bảo quản để giúp đưa ra thị trường một cách tốt nhất. Và đến đây thì thời lượng dành cho bản tin kinh tế nông nghiệp sáng ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước cũng đã hết rồi và chúng tôi. Rất là cảm ơn quý vị của bà con nông dân đã quan tâm theo dõi và động viên ủng hộ những người thực hiện bản tin chúng tôi. Và mọi thông tin vướng mắc liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp thì quý vị và bà con hãy gọi về số điện thoại với số đó là 02713 888 130 và ban biên tập chương trình sẽ tiếp nhận và thông tin nhanh đến quý vị cùng bà con nông dân và trước khi nói lời chào tạm biệt thì minh tuyết cũng xin được chân thành cảm ơn sự đồng hành của liên minh hợp tác xã tỉnh bình phước xin được cảm ơn phân bón mặt trời mới và phân bón hai phong đã luôn đồng hành cùng với các bản tin kinh tế nông nghiệp còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị